Nếu như anh em đã quá chán với những tựa game hiện tại do nó không còn đủ kích thích anh em, thì tôi xin giới thiệu con game Thành Chủ Tam Quốc nha. Game này thì có thể gọi là đẹp, độc, đỉnh và lạ nhất trên thị trường. Quốc chiến liên server 24/7 cả ngày không chán. PK Real Champ với đồ họa chibi vô cùng là vui nhộn. Tự do lựa chọn nghề nghiệp yêu thích như Lữ Bố làm nông, Quang Vũ mở tiệm cầm đồ hay Gia Cát Lượng đi hát. Nghe nó có gì vậy thế nào nhở? Còn thêm quả không mất thời gian, auto chiêu máy và vẫn nhận quà. Vào game nhận ngay nam thần Lữ Bố, miễn phí vô vàng lượt quay. Nói chung là một game quốc chiến cực kỳ là vui nhộn. Anh em tải ngay trên Apple Store và Google Play nhé. Thành Chủ Tam Quốc, quốc chiến vui nhộn, PK Return. Đúng rồi, đúng rồi. Phải vậy chứ.